bằng lòng giúp má nghe con. An, con má lớn, từ nhỏ tới lớn má luôn luôn cưu mang con. Con sẵn sàng làm tất cả mọi thứ gì má, nhưng mà riêng cái chuyện này lỡ chỉ chút mà chỉ biết được á, chỉ đâu có chịu để cho con thay thế. À, con Trúc á thì con khỏi phải lo, con cũng đừng nói gì với nó hết, để đó má tính cho nha. Bằng lòng giúp má nghe, con đồng ý á thì má sẽ nói với ông Mạnh người cưới thằng Thịnh là con. Thì má biểu sao thì con nghe vậy, chứ con biết làm gì khác giờ. Nhưng mà má lớn ơi, lỡ bác Mạnh phát hiện ra chuyện này rồi mọi chuyện dở lỡ ra, đến lúc đó chị Trúc chị sẽ giận má đó. À, chuyện này để từ từ má tính. Hay là An, con nghĩ ra cách gì hả? Nói cho má nghe đi con. Con nói thiệt, tại vì con không có đành lòng nhìn thấy má cứ trăn trở như vậy, con xót lắm. Chứ nếu mà được lựa chọn, con chỉ muốn ở như vậy bên cạnh má với chị Trúc cả đời này thôi. Má biết mà. Má lớn, má biết mà. Vậy đợi đó, trời đất ơi, giờ này anh còn tới đây làm chi nữa vậy anh Tị? Bộ anh muốn má lớn lại tôi chết hả? Tại tôi chờ em hoài mà không thấy em tới, nên tôi tới đây đặng đưa cho em vỏ tôm. Tôm bữa nay á bự dữ lắm ngang, ăn ngon phải biết. Em ăn liền đi chứ không để mai nó chết ăn mất ngon. Tôi tới không được á thì anh ăn một mình đi, còn không á tiếc thì đem ra chợ bán kiếm thêm tiền. Tới đây chi cho mất công vậy không biết nữa. Tại hôm nay ở nhà có chuyện cho nên tôi mới ghé chỗ anh Tị được. Mai mốt có gì tôi gặp anh sau nha. Ủa, nhà có chuyện gì vậy? An nói tôi biết được không? Thầy mai lớn lại bắt nạt em nữa. Hay là bà phát hiện ra chuyện hai đứa mình thương nhau? Mình phải nói làm sao để cắt đứt với anh Tị bây giờ? Khoan đã, mình phải suy nghĩ cho thiệt kỹ. Vậy là bà phát hiện ra chuyện hai đứa mình thương nhau hả? Rồi bà có đánh em không? Em biết đâu chỗ nào không? Không có. Không có là không biết hay là không bị đánh? Trời ơi, anh nói nhỏ nhỏ thôi được không? Nói chung là không có liên quan gì đến chuyện của tụi mình hết á. Nói chung là thôi, chuyện khó nói lắm, anh đi về liền đi. Tôi biết rồi. Mà em ơi, tôi chờ em ở ghe nha. Biết rồi, đi về lẹ đi. Mà nè, ngày mơ lỡ tôi tới không được á thì ngày mốt ngày kia vậy đó, anh đừng có mà tự động tới nhà tôi nữa nghe không. Với lại hôm nay tôi lấy cái vỏ tôm này, nhưng mai mốt mà anh đem tôm một kiểu này á là tôi không có lấy đâu đó. Thôi về lẹ đi, tôi đi vô nghe. Ăn vô trước đi. Bình An sao vậy ta? Có chuyện gì vậy cả? Tham vọng giàu sang, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.